Công ty Minh Motor kính chào quý khách. Sau đây công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách loại motor liền giảm tốc 5,5 kW, 7,5 ngựa. Đây là dạng chân đế. Còn đây là loại mặt bích. Có đường kính cấu trục là 50mm. Trục của giảm tốc được tôi nhiệt luyện để tạo độ cứng tuyệt đối. Đặc biệt hơn, trục của giảm tốc chống rỉ sét, bền như inox. Và sau đây là tem của sản phẩm 5,5kW, 7,5HP. Dòng ampe định mức khi đấu tâm giác là 11,82A. Radio 1/100. Sau đây là đầu giảm tốc chân đế trục thẳng, được gắn với động cơ có mặt bích. Đầu giảm tốc mặt bích được gắn với động cơ một pha có mặt bích. Đầu giảm tốc cycloid, đây là loại chân đế trục thẳng, còn đây là loại mặt bích. Đầu giảm tốc chân đế trục thẳng được gắn với động cơ ba pha có mặt bích có thắng. Đầu giảm tốc R chuyên dùng cho tải nặng, được gắn với bộ điều tốc cơ điều chỉnh tốc độ và động cơ ba pha có mặt bích. Motor liền giảm tốc một pha điện áp 220V. Đây là loại chân đế trục thẳng, còn đây là hai quả tụ. Motor liền giảm tốc một pha mini điều chỉnh tốc độ có công suất từ 30W cho tới 400W. Ngoài giảm tốc trục thẳng ra, quý khách còn tham khảo thêm loại giảm tốc trục ra vuông góc. Tốc độ của trục ra sau khi được giảm tốc là miền Bắc gọi là radio 100, miền Nam gọi là tỷ số truyền 1/100. Vậy ta lấy 1400 chia 100 được 14 vòng. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý khách vui lòng nhắn xuống phần mô tả phía dưới hoặc liên hệ số điện thoại 0981 676 163.